Rồi, chào các anh em ở vùng sâu vùng xa. Hôm nay mình có một anh em ở trên vùng sâu vùng xa bảo anh ơi, cái con xe Win 125 phân khối mùa tay biến nó rất là khó. Hôm nay mình đã sưu tầm và đã tìm ra, tức là cái ác của nó to này, tay biến này là 125 này, thì mình đã mua đúng hàng theo xe nhá, đúng hàng theo xe luôn. Đây là người ta gửi mẫu cho mình thì nó hơi bị gì gì một chút. Đấy, hàng theo xe luôn, lắp ráp theo xe của Win 125. Đấy, thì anh em nào mà mua thì liên hệ với nhà Trần Vĩ, thì tất cả các đời tay biên thì mình có hết, nhưng đặc biệt là cái tay biên của 125 này thì hôm nay về, tức là đã có mẫu về. Thì những anh em nào mà mua tay biên Win 125 thì alo cho mình. Rồi, chào anh em.